thì chúng ta sẽ bước vào một cái phần nữa, phần nhỏ nhỏ xíu trong trong phần mà sợ này Zing Cat Sale Tool các bạn mang một cái tên khá thú vị, đó là cài đặt Sale Tool miễn phí, Sale Web và Sale Doctor, Value Lớp, Firebird các bạn. Đây là những cái tên gọi trong cái ngành SEO, hay nói chính xác hơn đây là những cái công cụ mà sẽ hỗ trợ cho các bạn nhận biết website mình đạt chuẩn sale chưa, tối ưu hóa chưa, có thân thiện với website chưa. Đó là những cái chức năng hữu ích như vậy các bạn. Còn mặt hại thì tôi chưa thấy có nào hại hết cả các bạn. Rồi sau đây thì Phước sẽ cùng các bạn cài đặt những công cụ này để hỗ trợ website. Thì bước 1 các bạn vào Google, gõ google.com.vn hoặc là gõ google.com cũng được, tùy các bạn. Mà các bạn cũng ghi chú một số điều thế này: mở trên trình duyệt Firefox, hạn chế mở trên duyệt Google Chrome. Thì tại vì sao các bạn? Tại vì trên trình duyệt Firefox thì có những cái công cụ mình cài được, còn trên Google Chrome thì có một số công cụ không cài được. Vậy các bạn thì cài công cụ nào, trên trình duyệt nào thì tôi sẽ nói để các bạn nắm vững cái phần này. Và sau đây thì chúng ta sẽ cài công cụ đầu tiên, đó là Sale Doctor. Thì bước 1 chúng ta Google, bước 2 chúng ta ấn là Sale Doctor. Thì sau khi mà chúng ta ấn Sale Doctor xong thì cái vị trí top của Google các bạn nó hiện một thanh tiêu đề là Sale Doctor tiện ích Firefox Ion Mozilla các bạn. Còn một số cái tiêu đề khác các bạn nó cũng hiện ra nữa các bạn đừng quan tâm nó làm gì nha. Và các bạn để ý một cái các bạn chọn đó là có dấu sao phía dưới nha, để ý kỹ phần này, nếu sợ lại chọn nhầm lẫn. Thì sau đó chúng ta ấn vào các bạn. Ấn vào thì khi mà chúng ta ấn vào rồi á thì nó sẽ hiển thị một cái màn hình thế này các bạn. Trong màn hình này thì có một cái ô nổi trội bật nhất, đó là cái thêm vào Firefox. Thì ta sẽ ấn thêm vào Firefox các bạn, thêm vào Firefox. Rồi khi mà chúng ta ấn vào Firefox xong thì nó sẽ chạy các bạn, nó chạy xong đúng không, nó hiện một cái chữ là intern thì các bạn ấn vào chữ intern này để xong các bạn. Sau khi mà ấn intern xong thì nó sẽ hiển thị ra một chữ là chữ restart, rồi các bạn ấn vào chữ restart này, rồi sau đó Firefox các bạn nó sẽ tự động tắt đi. Và sau đó nó sẽ mở lại. Như vậy là các bạn đã cài đặt xong cái Sale Doctor trên máy tính của Phước. Nó là cài đặt công cụ thì các bạn tự cài, Phước sẽ hỗ trợ sắp đặt thêm. Tại vì cái này nó khá đơn giản, các bạn không có gì khó hết cả. Nó quá được cơ các bạn. Rồi sau đó khi cài đặt xong thì cái dấu hiệu mà các bạn cài đặt xong đó là gì? Nó hiển thị một cái lá cờ các bạn. Lá cờ như thế này, lá cờ thế này. Đó là dấu hiệu đã cài đặt xong Sale Doctor. Rồi. Và sau đây thì chúng ta cũng cài đặt một cái công cụ nữa, đó là mang tên là CWAT các bạn. CWAT. Rồi, các bạn gọi là CWAT Ion Firefox, hoặc là bạn có thể gọi là CWAT không, nó cũng hiện lên các bạn. Rồi, bạn luôn nhớ kỹ là cái tiêu đề đó là gì? CWAT Extension tiện ích Firefox Ion Mozilla. Các bạn chọn đúng tiêu đề này, không chọn tiêu đề nào khác nha. Rồi, sau đó các bạn click vào. Thì cái quá trình mà bạn cài đặt thì nó cũng giống như là cài đặt của Sale Doctor. Thì cái phần này thì Phước không nói sâu nữa tại vì nó tương tự các bạn, nó tương tự. Rồi sau đó chúng ta lá cờ thế này, đó là dấu lá cờ thế này, đó là dấu hiệu đã cài đặt xong Sale Doctor. Rồi. Rồi sau đây thì chúng ta cũng cài đặt một cái công cụ nữa, đó là mang tên là CWAT các bạn. CWAT. Rồi, các bạn gọi là CWAT Ion Firefox, hoặc là bạn có thể gọi là CWAT không, nó cũng hiện lên các bạn. Rồi, bạn luôn nhớ kỹ là cái tiêu đề đó là gì? CWAT Extension tiện ích Firefox Ion Mozilla. Các bạn chọn đúng tiêu đề này, không chọn tiêu đề nào khác nha. Rồi, sau đó các bạn click vào. Thì cái quá trình mà bạn cài đặt thì nó cũng giống như là cài đặt của Sale Doctor. Thì cái phần này thì Phước không nói sâu nữa tại vì nó tương tự các bạn, nó tương tự. Rồi sau đó chúng ta tiếp tục cài một cái phần nữa các bạn, là Firebird.
Rồi, các bạn gọi là Firefox, Firefox nha, Firefox. Thì ngay cái vị trí top 1 Google các bạn nó hiện là Firefox tiện ích, Firefox, Aeon, Mozilla. Nhờ, nhớ kỹ phần này nha, tại vì nó hiện ra rất nhiều tiêu đề, các bạn là 1, 2, 3, 4 nó cũng hiện ra rất nhiều. Mình chọn cái nào cái sao và nó ghi đúng tiêu đề đó thì mình cài đặt vào. Khi mà bạn cài đặt xong thì nó sẽ nằm trên thanh công cụ của các bạn, giống như là Seductor thì có lá cờ, đúng không các bạn? Seductor thì có lá cờ thế này, đúng không các bạn? Rồi Seawatt thì nó có cái chữ Seawatt là chữ SQ trên thanh công cụ tìm kiếm của các bạn. Và các bạn cũng lưu ý nhỏ xíu nha, lưu ký nhỏ xíu, nếu mình không thấy á, các bạn ấn chuột phải trên cái thanh công cụ của ngoài mình á, ấn chuột phải cái các bạn chọn là menu bar thì nó sẽ hiện lên cho các bạn. Rồi ok, như vậy là chúng ta hoàn thiện ba công cụ là Seductor này, Seawatt này, rồi Firefox này. Rồi chúng ta đi tiếp một cái phần nhỏ nữa nha. Nhỏ nữa mang tên là web develop các bạn, web develop. Rồi chúng ta gọi là web nha, web đi. Đây, nó đây các bạn, đây. Cũng nhắc nhỏ với các bạn luôn nha, cũng nhắc nhỏ các bạn luôn là nó hiện chữ web develop tiện ích Firefox, Aeon, Mozilla. Rồi Mozilla các bạn. Rồi chúng ta sẽ cài vào các bạn, chúng ta cài vào. Rồi chúng ta ấn vào top 1 các bạn. Top 1. Khi mà các bạn ấn vào top 1 á thì nó hiện chữ là thêm vào Firefox, các bạn ấn vào thêm vào Firefox. Tại vì cái này thì nó hơi khó một xíu, nên chỉ rõ cho các bạn luôn nha, khó một xíu. Rồi sau khi cài đặt xong thì bạn nhìn thấy nó tự động tắt đi đúng không? Bạn nó mở lại được chưa? Tự động tắt đi rồi nó mở lại. Cứ sợ các bạn nào không được, chỉ rõ từng tí một các bạn hiểu sâu hơn, tốt hơn. Đó. Thì sau khi mà các bạn cài đặt xong rồi nó chạy lên thế này. Và cái dấu hiệu nhận biết là gì? À, cũng tương tự như Seductor có lá cờ, rồi Seawatt có SQ, rồi ông Firefox thì ông có một cái biểu tượng là hình con bọ thế này đúng không các bạn? Con bọ thế này. Đó, nhớ kỹ nha, con chuột đi, con tròn này rồi cho bạn bọ thế kia. Rồi cái những cái thanh làm sao tiếp đến là cái ông web develop là gì? À, có những cái thanh cái ô tròn có rồi chéo ra, rồi có những hình người, rồi có những hình email thế này, là có chữ y, rồi information, rồi có những cái cây bút chì, rồi có những cái thước, rồi có những cái khóa được chưa các bạn? Đó là cái dấu hiệu bạn đã cài đặt xong chưa các bạn? Rồi sau đây thì chúng ta sẽ đi từng cái vấn đề cụ thể hơn là nó cái công dụng thế nào, công dụng thế nào. Ở đây hé lộ xíu cho các bạn một cái nhỏ nó đi nha, một cái nhỏ xíu nó đi. Đây là một cái tuyệt mật các bạn, đây là một tuyệt mật giúp các bạn có thể là hiểu sâu hơn nha. Trước đi mình đi chi tiết xíu nha, sợ các bạn mất cái tuyệt mật này các bạn sẽ không được. Nó khổ vậy. Rồi tuyệt mật này là nó cài đặt trên Google Drive nha. Nãy giờ cài trên Firefox rồi thì chúng ta mở Google Drive lên chúng ta cài nha. Ở đây giờ Phúc cho các bạn đa dạng sự lựa chọn luôn các bạn. Các bạn thích cài Firefox cũng được, cài được Google Drive tùy các bạn nha. Nhưng mà lưu ý nhỏ là Phúc hướng dẫn các bạn cài cái gì trên công cụ nào, trên chuột nào, các bạn đọc y chang như vậy là được. Rồi sau này lỡ may các bạn Google nó cho mình một số công cụ nó index hay nó thay đổi thế nào thì Phúc sẽ support rồi relay cho các bạn nha. Relay lại. Sau đây thì một bí kíp nhỏ đó là một cái công cụ nó là mod 3 các bạn, mod 3 đây là mod 3 đúng không, mod moz b a r để cho các bạn, moz b a r để cho các bạn. Cái công cụ này cài đặt cũng giống như ông Seductor, Seawatt, Develop rồi phát lên cho các bạn. Sau đây thì một bí kíp nhỏ đó là một cái công cụ nó là mod 3 các bạn, mod 3 đây là mod 3 đúng không, mod moz b a r để cho các bạn, moz b a r để cho các bạn. Cái công cụ này cài đặt cũng giống như ông Seductor, Seawatt, Develop rồi Firefox y chang như vậy các bạn. Sau đó các bạn ấn vào một tiêu đề là mod 3 cửa hàng Chrome trực tuyến Google nha. Sau khi mà các bạn ấn vào rồi các bạn thì nó hiện trong cái chữ là nếu mà đã cài rồi thì đã thêm vào Chrome, còn nếu chưa cài vào á thì cũng một cái nền xanh thế này các bạn, nó ghi một cái chữ là thêm vào Google Chrome các bạn, thêm vào Google Chrome rồi các bạn có ấn thêm vào Google Chrome. Tôi vậy là các bạn đã cài đặt xong các bạn, xong này vô cùng đơn giản, không khó gì hết cả. Còn cái dấu hiệu cài đặt xong là gì? À, nó sẽ xuất hiện cho các bạn là chữ gì, chữ M đó, chữ M nha, chữ M bắt đầu là chữ mất ba các bạn, là lấy chữ M là chữ đầu tiên. Rồi sau đây thì Phước sẽ đi sơ qua cái từng cái chức năng một để các bạn dễ hiểu. Đầu tiên là ông gì các bạn? Đầu tiên là đi. Cái dấu hiệu cài đặt xong là gì? À, nó xuất hiện cho các bạn là chữ gì? Chữ M đó, chữ M nha, chữ M bắt đầu là chữ mất ba các bạn, là lấy chữ M là chữ đầu tiên. Rồi sau đây thì Phước sẽ đi sơ qua cái từng cái chức năng một để các bạn dễ hiểu.
đầu tiên là ông gì các bạn, à đầu tiên là đi từng cái ông sale quách đi nha, sale quách đi ha, sale quách để anh dễ hiểu nha. Thì cái ông sale quách á thì làm một công cụ AI trên Firefox các bạn, hay là extension của Google Chrome cũng có thể các bạn, đúng không? Có thể cái công cụ này thì các bạn có thể cài trên Firefox cũng được, cài trên Google Chrome cũng được nha. Riêng ông doctor là cài trên Firefox thôi nha. Rồi đó là cái ghi chú nhỏ mẹo nhỏ trong cái ngành của mình á, ngành mình chia sẻ với bạn. Đây là cái công cụ làm sale mà bất cứ sale hoặc là doctor nào cũng cần sử dụng để phân tích website của mình. Không giống như các công cụ khác như Google Doctor Tool hay là Google Lead Sales Quest sẽ cho những cái thông tin hữu ích, chỉ số đánh giá Google cho một website nào đó các bạn, website nào đó. Thì cách cài đặt á, thì ở đây của Phước trong file của Phước có ghi đều ở chỗ là Phước đã hướng dẫn rồi, thì mình sẽ lướt qua những phần nào đã hướng dẫn rồi. Đó, thì đó là chức năng của nó.